chờ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng tiếng gọi lá tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thờ khói đưa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thông hào tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lỡ sông bồi bạn bè em giờ đây người xương người gió chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về thương những người giết giặc ngày đêm.
hệ dữ liệu vô cùng lớn thông tin và trở thành một cái công cụ rất là hữu hiệu. Rất là nhiều những hoạt động của cuộc sống hàng ngày, nghiên cứu học tập cho đến là tác nghiệp các cái công việc là sản xuất. Tuy nhiên với đặc thù của thông tin pháp luật và cái mục tiêu của cái việc phổ biến giáo pháp luật thì tôi khẳng định ChatGPT không thể thay thế cho việc phổ biến giáo dục pháp luật bởi con người, thông qua con người và bằng đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo pháp luật. Bởi vì phổ biến giáo pháp luật ở đây chúng ta hiểu không chỉ là cái sự truyền tin về pháp luật một cách đơn điệu, thuần túy một chiều, mà phải là quản